Trên tay mình đây đang là Cherry Bouquet của nhà Abnon, một trong những chai nước hoa giá rẻ có mùi cherry hay là quả anh đào đó. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là chai nước hoa dành cho các chị em phụ nữ. Nhưng mà nếu như anh em nào thích cái sự ngọt ngào của anh đào, thích cái màu đỏ của chai nước hoa này giống với mùi của quả anh đào thì cũng hoàn toàn có thể thử nhá. Còn đây sẽ là một cái video mình review trước em Cherry Bouquet, để đợt tới có ném em nó vào trong list nước hoa mùa đông giá rẻ thì các bạn có thể xem lại cái video lần này. Còn cụ thể mùi hương như nào thì chúng ta cùng nhau bắt tay đi vào luôn. Cái đầu tiên mà mình muốn nói ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế của chai nước hoa này. Đó chính là một cái màu đỏ của quả cherry chín, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn nhớ thử xem, ngày xưa mình đã từng review một chai nước hoa của nhà Abnon trong cái bộ Bouquet này rồi, đúng không? Đó là con Violet Bouquet, một trong những mùi hương giống với chai MFK đỏ 540. Rất rất hot, nhưng bây giờ thì cũng bớt hot hơn rồi. Một phần là vì giá thành càng ngày càng đắt đỏ, cái hiệu năng của nó thì cũng không bằng ngày xưa nữa, nên là những cái phiên bản clone càng ngày càng nhiều, và nó có xu hướng là mang tới cái hiệu năng tốt hơn. Nên là con MFK đỏ gần như là được mọi người lựa chọn cái phiên bản clone để tối ưu hóa giá thành giữa cái thời điểm kinh tế khó khăn. Còn mùi hương này thì mình nói luôn là nó sẽ giống chai nước hoa Tom Ford Lord Cherry, nhưng mà nó sẽ có cái sự khác biệt. Thì các bạn có thể nhìn thấy đó chính là ngoài cái màu đỏ ra thì cái thiết kế phần chai của nó cũng không bị mang nặng cái dấu ấn Trung Đông, phương Đông nhiều quá như những chai nước hoa của nhà Latafa. Đấy là một cái điểm mà mình thích ở trong cái của nhà Abnon này nhá. Đây, các bạn nhìn đấy, trông rất đơn giản đúng không? Thậm chí rằng là chúng ta còn nghĩ tới nhiều chai nước hoa kiểu của châu Âu luôn, theo cái thiết kế kiểu như này. Và nó không bị quá là màu sắc. Ở cái cam này các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó chỉ đơn giản là có chữ Cherry Bouquet thôi. Chữ Cherry còn được viết rất là cute và dễ thương. Đó. Còn cái chữ Abnon thì nó rất 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 bé ở dưới. Ở trên cái phần chai thì có một cái logo của nhà Abnon. Thế thôi. Còn đây là về phần vòi xịt. Nắp thì cũng rất chắc chắn nhá. Đây. Đấy, ấn vào cạch cái. Đây, mình sẽ ra cam này cho các bạn nhìn thấy phần tia này. Cảm giác cái độ phun xương của nó không được rộng, nhưng mà cái cảm giác ấn thì nó khá là dài. Cái cảm giác cái đường đi của cái vòi xuống ấy thì nó khá là dài. Ôi thơm vãi. Cái mùi hương của con Cherry Bouquet này khi các bạn ngửi ban đầu ấy thì nó lên cái mùi quả anh đào khá là rõ. Nhưng mà quả anh đào thì nó cũng có rít và có rát nhá. Nếu như các bạn mua những cái hộp mà cherry, hộp anh đào ấy, thì khi các bạn ăn ấy thì cái vị của nó ngoài cái vị chua, ngọt xen lẫn nhau thì một cái cảm giác nó rất đặc trưng của cái của quả anh đào. Tôi cũng không biết miêu tả cái kiểu cái cảm giác đấy như thế nào. Nhưng mà cảm giác khi mà chúng ta ăn cái quả anh đào là chúng ta sẽ nhận ra đấy là quả anh đào luôn, chứ không chạy đi đâu cả. Có thể là mình thấy cái nét nó hơi đắng đắng một xíu, và cái cảm giác nó ngọt khá là đẫm, rõ vị. Thì ở con này nó sẽ lên cái kiểu những cái quả cherry ở trong những cái bánh sinh nhật ấy. Để trên những cái bánh sinh nhật, những quả anh đào đấy cảm giác nó đã được ngâm rồi. Hoặc là dễ hình dung hơn thì các bạn sẽ nghĩ tới những quả anh đào mà người ta thả vào những cái ly đồ uống cocktail mà các chị em phụ nữ hay uống ấy. Thì khi các bạn nhấc cái quả anh đào ra các bạn cắn thì nó sẽ có cảm giác rượu nồng khá là rõ. Thì con này ở phần top note nó đúng như vậy. Nhưng mà sau khoảng tầm đâu đó 15 cho đến 20 phút thôi thì khi mà mùi hương bắt đầu có cái sự biến chuyển, mùi cồn nó bay bớt đi thì cái nét nồng này nó sẽ giảm xuống, và các bạn nhận thấy cái quả anh đào, cái vị ngọt nó lên cực kỳ đậm, và cảm giác rằng là đây là một quả anh đào chín mọng tươi. Lúc này thì nó giống anh đào thật hơn rồi, và mình cũng rất là thích cái nét này. Và nếu như hỏi mình rằng ở cái phần top note và ở cái khoảng biến chuyển ở giữa thì so nó với con Tom Ford Lord Cherry thì nó như thế nào, thì ở cái phiên bản này nó là một phiên bản gọi là giảm đi cái phần khói smoky, không bị quá buzi rượu, mà nó sẽ lên cái nét của anh đào ngọt nhiều hơn so với con Tom Ford Lord Cherry. Và chính vì điều này thì mùi hương nó cũng sẽ có xu hướng trẻ hơn, mùi hương nó cũng sáng hơn và dễ sử dụng hơn. Dry down của con Cherry Bouquet này thì các bạn nhận thấy cái sự biến chuyển của nó là bắt đầu mùi hương nó có xu hướng khô lại, và nó làm mình nghĩ tới những cái
bánh, hoặc là cái cảm giác hơi phấn phấn của những cái loại bánh kem, bánh kiểu hơi kiểu bánh bánh xốp mềm mềm, nó có vị của quả anh đào, quả cherry. Thì về sau thì tôi thấy rằng là mùi hương nó khá là dễ chịu, tại vì lúc đấy thì mùi hương nó cũng bớt tỏa rồi, cái cảm giác phấn nó lên khá rõ, và nó là một trong những cái mùi hương rất ngọt ngào, rất là thu hút. Nhìn màu đỏ thôi là thấy thích. Còn bảo là so với Tom Ford Lord Cherry, toàn bộ tổng thể của phần mùi hương ấy, thì con này nó thật là không có sự hay ho và bí ẩn bằng. Nhưng mà ở cái phiên bản này thì như lúc ấy mình nói là có sự trẻ trung nhiều hơn, vì thế thì mùi hương nó cũng sẽ có một cái độ tuổi dễ tiếp cận hơn. Con Cherry Bookwest này thì cá nhân tôi nghĩ là 18-20 tuổi là hoàn toàn có thể mặc được. Và cái thời điểm mặc đó sẽ là cái thời điểm mà các bạn sẽ mặc vào cái tầm đầu thu này, đầu thu, đầu đông, nó đều rất là hợp lý. Và thường thì sẽ là một người có cái dáng người nó hơi mảnh khảnh một tí, gọi là body nó ngon ngon ấy, thu hút mắt các anh em, sau đó tự tin diện lên mình những cái món đồ mà nó ôm sát cơ thể để khoe ra những đường cong. Điển hình nó là những cái chiếc váy đỏ, những cô gái có một cái mái tóc xoăn, kiểu xoăn nhẹ nhẹ, bồng bềnh dày, xong rồi tô son đỏ, xịt mùi hương này đi tiệc thì ôi dồi, phải gọi là siêu hấp dẫn, siêu quyến rũ luôn. Đấy, quyến rũ là nó phải ở nhiều khía cạnh nhá. Son đỏ, mái tóc bồng bềnh, body, rồi những chiếc váy, đến kể cả phần mùi hương và đến cả phần thần thái nữa. Tất tần tật, chứ không thể nào bảo mùi hương này nó lại phù hợp với một cô kiểu ăn mặc sinh viên, xong rồi đeo kiểu cà vạt ở mấy cái trường cấp 3 được, đúng không? Tóc thì lại cắt mái bằng, xong rồi ép sát vào, thì tôi thấy như thế nó không hợp lý lắm. Cái hình ảnh quyến rũ nó cũng có những cái phong thái và có sự xuyên suốt trong tất cả cái outfit, cũng như là cách ăn mặc, cái gu, cái thần thái các bạn thể hiện ra. Thì đây là một trong những con như vậy, rất phù hợp để các bạn có thể đi những cái bữa tiệc sang trọng ở những cái nơi mà nó có một cái sự chỉnh chu về cái phần dress code, hoặc là đi để hẹn hò vào buổi tối. Thì đây là một trong những con mà mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ gây được ấn tượng. Và một cái hay nữa của con Cherry Bookwest này, đó là ở tầm giá của nó, các bạn sẽ khó có thể tìm được một con có vai mùi cherry anh đào ngon như được ở con này, mà lên được rõ rệt, mà chả phải hình dung quá nhiều. Đây là một trong những con như thế. Và cái phần cuối cùng chắc chắn sẽ là phần hiệu năng. Con này nó sẽ tỏa tốt đâu đó khoảng tầm 2-3 tiếng đầu, của khoảng tầm hơn nửa cánh tay. Và mùi hương nó lưu trên da mình được khoảng tầm trung bình là tầm 7 tiếng. Có những hôm trời nóng hơn thì nó chỉ được tầm 6 tiếng thôi. Mà có những hôm trời mát, trộm vía ở trên da thì nó sẽ được tầm 8 tiếng. Đây là một cái độ lưu hương nó không thực sự quá tốt vào những ngày trời quá lạnh. Nhưng mà nếu như các bạn biết tối ưu hóa, các bạn chỉ dùng vào những bữa tiệc tối, đi chơi tối hẹn hò, thì mình nghĩ là tầm 4 tiếng thôi là đủ rồi. Vì chả có cô nàng nào trong những buổi hẹn đầu tiên mà lại overnight luôn cả, đúng không? Thế thì lại hơi dễ dãi quá. Vì thế thì con này mình nghĩ rằng để đi hẹn hò vào mùa đông dành cho các chị em phải nói là tuyệt vời luôn. Ông nào mà biết con nào mà rẻ rẻ tầm này, hoặc là các chị em nào mà biết con nào rẻ rẻ tầm của con này và có mùi cherry, thì các bạn có thể gợi ý cho mình nhá. Và đây là một trong những lựa chọn mà mình sẽ đưa vào list nước hoa mùa đông giá rẻ 2024 dành cho các chị em. Cherry Bookwest của nhà Arden. Yeah. Đẹp, bày lên kệ cũng đẹp luôn.